Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý khán giả, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên là địa phương được đánh giá cao trong việc thực hiện có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kết quả đó phản ánh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của bà con nhân dân các dân tộc. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay mời quý khán giả cùng tìm hiểu về những nỗ lực của xã Cam Cọn trong công tác chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề đan gùi truyền thống của người Mông. Em Bàn Thị Xuân, dân tộc Dao, học sinh lớp 9B, trường trung học cơ sở số 1, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bị bố mẹ bắt ở nhà lấy chồng với lý do đã nhận lễ ăn hỏi của người quen biết. Với Xuân, đây là một chuyện mình không hề hay biết, hàng ngày chỉ biết tập trung học tập với những ước mơ trong sáng của mình. Bố cháu ạ, thì cháu không cho cháu học ạ. Thì cháu cũng định là nếu học xong thì cháu đi làm ạ. Cháu thì đi học thì làm cô giáo mà bố không cho học đi cấp 3 thì cháu thì về sẽ đi làm về kiếm tiền về giúp đỡ bố mẹ. Rồi khi nào đủ tuổi thì đấy bước tiếp chuyện gia đình ạ. Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, địa phương có nhiều dân tộc ít người cùng sinh sống. Với quan niệm phải lấy chồng, lấy vợ sớm để sau này đỡ vất vả. Có gia đình sớm, cả hai vợ chồng sẽ chuyên tâm vào làm ăn hơn. Nếu không lấy sớm thì quá tuổi đó sẽ không còn ai cùng trang lứa kết hôn nữa. Tôi nghĩ con gái thì không cần học cao làm gì, ở nhà lấy chồng rồi làm kinh tế gia đình. Tôi thấy cũng có nhiều người học xong cấp 2, cấp 3, thậm chí đi học nghề, về cũng không có việc làm. Nhận được tin, Ủy ban Nhân dân xã Cam Cọn đã cử cán bộ kết hợp với các thầy cô giáo tới nhà giải thích cho gia đình hiểu về hệ lụy của việc kết hôn sớm. Trong đó nhấn mạnh, việc kết hôn sớm, mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên, khi cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, thiếu hiểu biết, kinh nghiệm và chưa sẵn sàng về mặt tâm lý để mang thai và sinh con sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe bà mẹ, sự phát triển bình thường của thai nhi và trẻ sơ sinh. Đây là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tăng tỷ lệ tử vong của bà mẹ liên quan đến thai sản. Hôn nhân cận huyết thống còn gây ra những hậu quả nặng nề hơn do trẻ em sinh ra mắc những căn bệnh như dị tật, tan máu bẩm sinh. Cấp ủy chính quyền phương có giao cho nhà trường phối hợp cùng với các đoàn thể của xã đi xuống gặp cha mẹ các em học sinh này và làm công tác tuyên truyền. Thì đến thời điểm này thì bố mẹ em đã nhận thức được cái việc làm đó và đã đồng ý và bản thân em học sinh này đã không tiếp tục thực hiện cái việc mà đang kết hôn sớm và tiếp tục là đi học. Qua tuyên truyền giải thích, gia đình ông Phiểu, bà Phượng đã hiểu ra và tự nguyện thống nhất với bên gia đình nhà trai sẽ chờ con gái đi học tiếp cho tới khi đủ tuổi mới tổ chức lễ cưới. Được biết, từ nhiều năm trở lại đây, thường xuyên có những cặp vợ chồng chưa đủ tuổi kết hôn có dự định tổ chức đám cưới đã được địa phương tới tuyên truyền giải thích kịp thời nên không để xảy ra trường hợp nào kết hôn sớm so với quy định của nhà nước và trên địa bàn cũng không còn tình trạng kết hôn cận huyết thống. Với chị Hoàng Thị Mấy, dân tộc Dao Đỏ, ở thôn Bỗng Hai, do chồng mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không ai chăm lo việc nhà, cộng với vốn tư duy cho con cái xây dựng gia đình sớm sau này sẽ đỡ vất vả. Vào năm 2019, chị đã đi hỏi vợ cho con trai và ngày cưới của gia đình đã định. Nhưng khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc kịp thời, tới nhà giải thích cho chị Mấy hiểu rõ. Nếu tổ chức đám cưới thì sẽ vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Lúc đầu thì tôi nghĩ mỗi mình vất vả quá, không ai làm việc nhà, con trai thì cũng đã lớn rồi, không có điều kiện cho đi ăn học. Vậy nên tôi đã nhờ người đi hỏi vợ cho nó. Khi sắp cưới rồi thì thấy cán bộ đến bảo là nếu kết hôn như thế là phạm luật. Tôi đã hiểu ra và thực hiện theo. Đầu năm nay tôi mới tổ chức cưới cho cháu nó. Để sớm nắm bắt được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Cam Cọn đã kết hợp với các địa phương lân cận, làm tốt công tác chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các xã với nhau, các ban ngành đoàn thể và sự thống nhất của các thành viên ban chỉ đạo, công tác tuyên truyền được tăng cường đến từng thôn bản.
nhiều cuộc họp ở thôn đã tiến hành cho các gia đình ký cam kết không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống. Việc làm này đều nhận được sự thống nhất ủng hộ cao của bà con. Với cách làm này, sau một thời gian thực hiện chỉ thị số 33 ngày 30 tháng 10 năm 2017 của tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trên địa bàn xã Cam Cọn chưa để xảy ra trường hợp nào tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thì cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đều giao cụ thể cho từng cán bộ, từng công chức, từng ban ngành đoàn thể để phụ trách từng lĩnh vực cũng như phụ trách từng thôn bản. Từ đó để quy trách nhiệm, nếu để tình trạng cái địa bàn phụ trách mà để tình trạng đó xảy ra thì để đánh giá về cái năng lực cán bộ rồi công chức phụ trách địa bàn. Thì ngoài ra thì cũng chỉ đạo thường xuyên là cái hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của xã ấy, thường xuyên là tổ chức các cái buổi tuyên truyền về đến các cái thôn bản. Thì như trước kia ấy, thì các cái hội nghị tổ chức về tuyên truyền phổ biến pháp luật thì thường thường là tổ chức ở xã. Với những kết quả đã đạt được như vậy, xã Cam Cọn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân, hộ gia đình về luật hôn nhân và gia đình, đưa nội dung phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa của các trường học, xử lý nghiêm các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các gia đình không chấp hành và các ông mai bà mối đứng ra tác thành cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Thưa quý vị và các bạn, với xu thế phát triển như hiện nay, nhiều làng nghề, mặt hàng thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lào Cai đang bị mai một dần. Nhận thức được điều này, đồng bào dân tộc Mông, xã A Lù, huyện Bát Sát đang tích cực lưu truyền và phát triển nghề đan gùi truyền thống của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Khi những bông hoa đào phai dần, Tết qua cũng là lúc bà con vùng cao rộn ràng bước sang một năm lao động sản xuất mới. Và chiếc gùi lại đầy ắp giống ngô lúa lên nương để gieo trồng một vụ mùa mới. Nhu cầu sử dụng tăng cao, công việc đan gùi của nghệ nhân Sùng A Trù ở thôn Chin Chu Lìn, xã A Lù càng trở nên bận rộn hơn. Cây trúc, nguyên liệu chính dùng để đan gùi luôn được ông lựa chọn cẩn thận để tạo ra những chiếc gùi đẹp, chất lượng. Bây giờ tôi chỉ ở nhà để đan gùi thôi. Cứ ăn Tết xong là người dân lại mua nhiều để mang đi trồng ngô, điệu phân lên nương, nên bán được nhiều hơn bình thường. Theo nghề đan gùi từ khi mới 16 tuổi, nay đã ngoài 60, nhưng từng công đoạn của chiếc gùi vẫn được ông chủ đan rất tỉ mỉ. Tuy tuổi đã cao, mắt đã kém, nhưng với ông, đan gùi như một món ăn không thể thiếu mỗi ngày, ăn sâu vào máu thịt, nhắm mắt cũng có thể đan gùi. Cũng vì lẽ đó mà nghề đan gùi ở thôn bản vùng cao Chin Chu Lìn luôn được quan tâm lưu truyền cho thế hệ con cháu. Thì từ lúc bé rồi mình cũng được huấn luyện từ chỗ bố, bảo là mình phải làm sao làm một con người, mình phải biết cái nọ cái kia. Đối với bà con dân tộc Mông trên này, thì cái gùi này cũng rất sát sao với bà con. Thì mình cũng nghĩ là cái này là vẫn là một cái truyền thống của thôn ấy, thì cũng mình cũng nghĩ là mình phải làm cho nó tốt cái trách nhiệm của bà ông cha truyền con nối kia, mình không phải để mất đi một bản sắc của một dân tộc Mông mình. Khi mà bà con đã đi các cỏ trâu này, đi lấy củi này, đi hái rau lợn này, mình toàn dùng cái gửi này để đi đeo rau lợn, các cỏ, lấy củi, cái đấy đi rừng thảo quả nọ kia, cái đấy cũng rất là tiện cho mình. Với lại có một cái là nó có nhẹ, thì mình bỏ đồ vào trong đấy nó sẽ không bao giờ rơi mất. Thôn Chin Chu Lìn có 83 hộ dân với 395 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Với truyền thống cha truyền con nối, 80% đàn ông ở thôn bản vùng cao này đều biết đan gùi. Và ở đây, đan gùi được coi như là một nghề nuôi lớn biết bao thế hệ người Mông. Để hoàn thành một chiếc gùi, người nghệ nhân thường sẽ phải mất từ 10 đến 12 tiếng. Đan gùi có 4 công đoạn chính, trong đó đáy gùi là phần quan trọng nhất, tiếp đến là phần miệng gùi. Đây là hai phần chịu lực, tiếp xúc trực tiếp khi sử dụng nên người nghệ nhân đan rất tỉ mỉ. Bắt đầu đan một chiếc gùi thì việc đầu tiên là đan phần đáy trước. Muốn chiếc gùi to hay nhỏ thì bắt đầu từ phần này.
Gùi là nghề truyền thống của mình nên phải dạy cho lớp trẻ. Con trai tôi giờ cũng đan giỏi như tôi rồi. Đội trẻ thì nhiều lắm, hầu như nhà nào cũng biết đan. Còn đội già như chúng tôi thì chỉ còn khoảng 5 người thôi. Khi đan xong những chiếc gùi này sẽ được gắn dây đeo. Dây đeo được làm từ cuốn lá cây móc. Sau khi chặt về, cuốn lá móc sẽ được bóc tách và đan thành dây với đặc tính dẻo, chịu lực tốt, không bị mọt, mốc khi nắng mưa. Một cặp dây đeo như thế này có tuổi thọ sử dụng tương đương như chiếc gùi, thậm chí còn dài hơn. Sau khi gắn dây, những chiếc gùi đan xong sẽ được các nghệ nhân mang ra bếp hơ lửa đều để tạo độ bóng bền hơn khi sử dụng. Đan xong những chiếc gùi sẽ được mang đi bán ở các chợ phiên như chợ Mường Hung, Y Tý, Trịnh Tường. Với xu thế phát triển, chiếc gùi không chỉ được bán cho dân bản vùng cao mà còn là mặt hàng thủ công đầy hứa hẹn phục vụ du lịch địa phương. Lần đầu tiên thì lên chợ vùng cao thì cháu thấy là các mặt hàng đây rất là đa dạng, có xen lẫn cả những mặt hàng ở dưới xuôi và mặt hàng đặc sản ở cái vùng cao này. Gùi ở đây thì cũng rất là đẹp và đều được đan bằng đan tay thủ công hết. Cháu là cũng dự định mua một cái về để có thể trồng hoa vào trong này, thì nhìn nó rất là lạ. Nó mang cái phong cách của vùng cao về nhà mình thì cũng rất là hay. Chiếc gùi là vật dụng quen thuộc, có ý nghĩa quan trọng với đời sống của người Mông nói riêng và nhiều dân tộc nói chung. Khi lên núi, chiếc gùi sử dụng để đựng hạt giống, cơm, nước uống. Khi xuống núi, chiếc gùi đầy ắp những sản phẩm là thành quả lao động như măng rừng, củ quả, rau xanh, những bó lúa, trĩu hạt hay những bắp ngô no tròn. Mỗi khi xuống chợ phiên, sau lưng những người phụ nữ Mông không thể thiếu chiếc gùi thân thuộc. Khi ấy, họ gùi sau lưng những sản vật như rau, củ, gà, vịt, rượu, xôi ngũ sắc, ngô, khoai để mang xuống chợ bán. Trong lĩnh vực tâm linh, chiếc gùi được sử dụng để đựng các loại đồ lễ như lễ hội gầu tàu, lễ hội cúng rừng, đám cưới, đám hiếu. Mà cũng chủ yếu là thôn Chi Chu Lình và đa phần là đang điệu ở đây thì chúng tôi có thể là mang đi bán ở Y Tý, mang đi bán ở A Lù và mang đi bán ở Mường Hung, mang đi bán ở Trịnh Tường, thực hiện theo cái tiêu chí số 13, cái tiêu chí hỗ trợ sản xuất về lao động việc làm cũng như là nghề nghiệp. Ở đây thì là có cái nghề đang điệu đối với lại bà con nhân dân ở thôn Chi Chu Lình. Và trong khi đó ở thôn Chi Chu Lình tôi ở đây thì là có 83 hộ và có 398 hộ gia đình là dân tộc Mông và thực hiện theo cái ở đấy thì điều đang phần là nghề đang điệu. Và chúng tôi cũng đặt một cái vấn đề rất là lớn, theo cái chủ trương nhà nước thì chúng tôi cũng đã dự định để đưa cái thôn này làm một cái nghề đang điệu truyền thống của thôn Chi Chu Lình. Một chiếc gùi được đan cẩn thận, đẹp mắt, lại có tuổi thọ sử dụng từ 3 đến 4 năm, chỉ có giá từ 150 đến 200.000 đồng một chiếc. Từ công việc này, người dân thôn Chi Chu Lình cũng như nhiều nghệ nhân khác tại xã A Lù đang góp phần bảo tồn, phát triển nghề đan gùi truyền thống của đồng bào Mông, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ du lịch địa phương, hơn hết là có công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân trong thời gian nông nhàn. Quý khán giả thân mến, chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.